Phượng của đài VBS Canada xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng có mời những người khách là những sinh viên của Việt Nam, từ Việt Nam qua Canada để du học. Thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị những cảm nghĩ cũng như những cái sự hội nhập của người sinh viên Việt Nam qua bên Canada như thế nào. Thưa quý vị, chúng tôi có Thu Uyên, Kiến Vinh và Thu Tâm. Uyên có thể cho quý vị khán thính giả biết là Uyên đã tới đây bằng cách nào và tới đây được bao lâu không? Dạ, em tới đây năm 2007 và theo diện định cư. Rồi thì em đã đi làm được 4 năm. 4 năm trước khi em bắt đầu đi học. Và em thấy là riêng bản thân em thì em thấy cái giáo dục thì cần thiết. Đó là theo cảm giác em nghĩ, xong rồi em làm 4 năm thì em quyết định là mình phải đi học. Vì em biết là nhất là cái ngôn ngữ ở đây nữa. Ở Việt Nam em không có học tiếng Anh nhiều, nên gì qua đây thực sự là rất là khó khăn. Nên gì em quyết định là sẽ đi học lại. Như rất là tốt, để có một cái tương lai sáng lạng. Còn người Kiến Vinh thì như thế nào? Vinh thì được may mắn qua đến bên Tây du học. Thì Vinh qua từ năm 2004. Sau đó thì Vinh đi học. Và hiện tại thì Vinh đang đi làm. Coi như là đi học xong rồi apply để đi làm luôn. Dạ, đúng rồi. Rất là tốt. Còn Thu Tâm thì như thế nào? Thu Tâm qua đây được bao lâu rồi? Dạ, thật ra thì em qua đây được đúng một tháng thôi ạ. Đúng một tháng thôi. Trời ơi, chị này hay quá. Và Thu Tâm đi qua đây có một mình thôi? Dạ, em qua một mình thôi. Ở rất đây là can đảm. Không có bạn bè, không có người thân gì hết luôn. Thì như vậy là Thu Tâm qua đây với cái diện gì, diện du học hay là sao? Dạ, em qua đây cũng là đi học, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em đang trau dồi ngôn ngữ của mình để tháng 9 này là em bắt đầu khóa học chính của mình. Thì như vậy là coi như là có những người đã hơn 8 năm, hơn 5 năm và được mới có 1 tháng. Thì như vậy là Phượng nghĩ là mình nên chia sẻ với quý vị khán thính giả đây những cái kinh nghiệm của mình. Từ hồi mình ở bên Việt Nam, mình ước mơ như thế nào, rồi mình qua bên đây, mình làm những gì, mình học những gì, và mình có những cái ước mơ trong tương lai như thế nào. Thì như vậy là như lâu nhất là thôi để Phượng hỏi Tâm trước đi. Tại vì Tâm mới qua, thì Tâm có những cái bỡ ngỡ như thế nào Tâm có thể chia sẻ với quý vị không? Dạ thì thật ra thì đối với một người như em mà không có bạn bè, không có người thân, rồi cũng chỉ mới qua được Canada có một tháng thôi, thì nó thật sự thì cũng rất rất là nhiều khó khăn. Đầu tiên tức là cái lạnh. Phải nói là em từ một xứ nóng, một cái nước mà ở xứ nóng, tức là ở Sài Gòn nữa, là một cái nơi mà hầu như là không bao giờ biết lạnh. Chỉ gần Tết mới hơi se se lạnh một tí. Thì qua đây em được Canada đón em bằng một trận tuyết rơi và âm tới 8 đến 10 độ luôn. Thành ra là nó quật ngã em luôn. Nhưng mà may mắn thì cũng ở Việt Nam thì cái gia đình bạn bè cũng chỉ cho cách để làm sao để mình chống được cái lạnh và bảo vệ cái sức khỏe của mình. Thì cũng may mắn là chưa bị bệnh gì cả. Nhưng mà xong cái thứ hai nữa là cái đi bộ. Ở đây đi bộ nhiều quá. Ở Việt Nam là sướng lắm, cứ thích cái gì là cứ leo lên xe máy rồi xong chạy đi rồi về tới dựng xe trước cửa nhà, bước vô trong nhà. Còn đây là em hầu như là mấy ngày đầu qua, một tuần đầu qua, cũng như là hai cái chân em nó muốn rụt ra luôn. Như là xương cốt, như là nó muốn rã rời ra hết luôn vì đi bộ quá nhiều. Vậy đó. Nhưng mà như vậy là phải nói là Thu Tâm quá can đảm, tại qua không một người thân gì hết. Thì làm sao có thể bước đến Canada, rồi làm sao có thể đi tới để tìm một cái chỗ ở như thế nào, có những cái kinh nghiệm nào để mà Thu Tâm có thể chia sẻ với những người bạn khác sắp qua hay không? Dạ thì thật sự thì để đi học ở Canada thì em cũng có một cái quá trình chuẩn bị. Rồi trong quá trình chuẩn bị đó thì em thường xuyên lên mạng, internet, rồi em tìm hiểu về Canada. Thì cũng may mắn là em biết được một cái hội của du học sinh tại Việt Nam tại Canada. Và có cái trang Facebook và một cái trang web nữa. Thì em lên trên đó và em kết bạn với rất là nhiều người. Thì họ nói chung là cũng là sinh viên Việt Nam thôi. Có người cũng mới qua, có người cũng qua lâu. Thành ra là họ rất là nhiệt tình giúp đỡ em. Rồi sau đó thì cũng nói chung là cũng nhờ internet mà em quen được hai bạn này. Uyên và bạn Vinh. Rồi sau đó bạn Uyên và bạn Vinh giới thiệu phòng cho em và chỗ ở cho em. Vậy là nói quá chung là rất là may mắn thì được. Nhưng mà nói chung là cái technology ngày nay giúp mình quá nhiều phải không? Nhờ vậy mà lên được trang mạng, trang web. Mà trang mạng web đó tên gì vậy Tâm? Dạ, đó là một cái trang web thì là tên là khachquenguoi.com. khachquenguoi.com. Còn cái trang Facebook thì là Hội Du học sinh Việt Nam tại Canada.
Có đót gì không? Không đót dạ, gì hả? Không, Facebook. Dạ. À, cái Facebook. Đó là, dạ, cái đó là một cái nhóm. À, dạ. Hội gì hội? Du học sinh Việt Nam tại Canada. À, dội du học sinh Việt Nam tại Canada. Dạ, rất tốt, rất tốt. Còn như vậy là trường hợp của Uyên đó, thì là Uyên tới đây lâu hơn qua diện bảo lãnh gia đình, thì Uyên có cái may mắn hơn. Nhưng mà Uyên, như Phượng nghe nó Uyên mới nói đó là có rất là có cái ý chí, qua là tính đi làm thôi, mà cuối cùng là đã đi học và đi tìm việc làm. Thì như vậy là phải nói là Uyên cũng có rất nhiều kinh nghiệm của một cái người con gái đơn thân độc mã, mặc dù có sự giúp đỡ của gia đình nhưng cũng đâu phải là thật là nhiều, phải không? Thì như vậy những cái cảm nghĩ của Uyên cũng như những cái giáo dục mà Uyên có được ở bên Việt Nam như bên đây thì nó khác nhau như thế nào, thì Uyên có thể chia sẻ với quý vị ở đài VBS Canada không? Dạ, kính thưa quý vị, là trước khi mà qua Canada thì em cũng đã được học xong một năm ở đại học ở bên Canada, à ở bên Việt Nam. Ừ. Rồi khi mà em qua Canada thì tại vì cái ngôn ngữ là cái cản trở rất là lớn cho em. Em dù em muốn đi học nữa thì em chỉ được học tiếng Anh thôi. Ừ. Còn không thể học cái ngành nghề gì mà mình muốn giống như ý định của mình ở bên Việt Nam được. Thì học tiếng Anh rồi mình còn phải đi làm, em còn phải support cho gia đình nữa, phải giúp đỡ cho gia đình nữa. Ừ. Thì em quyết định là sẽ đi làm. Ừ. Thì em đi làm một thời gian, đi làm tới 4 năm. Tới 4 năm thì khi mà em nghĩ là mình không, mình nên phải đổi, tại vì mình không thể kéo dài cuộc sống mà đi làm như vậy được. Có thể đi học, mình không biết chắc chắn mình đi học ra rồi mình làm sẽ nhiều tiền hơn là mình đi làm hay không. Nhưng mà thực sự là em rất là cần cái ngôn ngữ. Ừ. Cái ngôn ngữ, tại vì khi mà ra đường, mình thực sự mình không biết sao để mình hỏi người này người kia cái thông tin mình cần. Đúng rồi. Người ta có rất là nhiều cái dịch vụ cho mình, nhưng mà mình không biết sao để nói cho người ta là mình cần họ, mình cần cái gì, rồi người ta cần họ giúp mình cái gì. Ừ. Thì em nghĩ thôi thì mình ráng đi học. Rồi mình gạt chuyện đi làm lại. Đi học thì tại vì em là dân định cư nên thì em có thể apply cho chính phủ để mượn tiền, gọi là tiền OSAP ấy, để đi học. Thì họ sẽ cho mình tiền để mượn tiền để đi học. Thì em đóng tiền rồi nếu mà em có thể đi làm cuối tuần được thì em đi làm trong đi học. Còn nếu mà thời gian bận rộn quá thì có thể mình tập trung cho đi học thôi, còn không đi làm. À, như vậy là apply được là người sinh viên với tư cách từ sinh viên hay là permanent resident thường trú hay là sao? Để apply được cho OSAP á, thì du học sinh là không được rồi, tại vì họ đến đây để học là họ phải đóng tiền. Còn em là ở là coi như được gọi là dân định cư nên như em được cái thẻ xanh rồi, năm đầu tiên anh đi học á, thì em vẫn còn đang là permanent resident, là nhân thường trú á, là thì em được apply cho OSAP. Thì năm vừa rồi em đã lấy được quốc tịch, thì cái giữa quốc tịch và cái nhân thường trú thì giống nhau, vì cái status này là giống nhau. Thì mình vẫn apply cho OSAP được. Như vậy là đi học thì là Uyên học ngành gì? Dạ, em đang học ngành social service worker, cái này gọi là mấy cái ngành dịch vụ xã hội đó quý vị. Cái ngành đó rất là hay quý vị, nhất là những người biết được hai thứ tiếng thì qua đây cũng dễ kiếm được việc làm, như này cũng giúp được cộng đồng người Việt của mình, tại vì họ qua đi lâu năm nhưng mà họ cứ lo đi tìm việc làm, họ không có biết cái xã hội bên ngoài, mặc dù họ qua đây nhiều năm mà mình, quý vị ơi, mình vẫn phải là giúp họ từ thông dịch cho đến đi đây đi kia, phải không? Nhưng mà còn Vinh thì vẫn nghĩ là Vinh đi theo một cái ngành nghề khác, thì Vinh có thể cho quý vị biết được nhà từ cái ngày bên Việt Nam cho đến ngày qua đây cái tiến triển của Vinh như thế nào không? Dạ, thì Vinh thì có background là business, cũng học một năm ở Việt Nam. Dạ, nhưng mà sau khi sang qua đây thì Vinh cũng tiếp tục theo ngành học business. Dạ, thì cái khác biệt Vinh thấy lớn nhất đó là cái cách học. Dạ, bởi vì lúc mà ở Việt Nam á, Vinh học á, là chỉ ngồi một mình ở bàn rồi thầy giáo giảng. Dạ, và sinh viên phải ghi chép. Nhưng mà khi Vinh qua bên đây á, thì cách học hoàn toàn khác, nó năng động hơn, tức là giáo sư rất là tham vấn tất cả các học sinh ở trong lớp, và các học sinh có thể quyền trao đổi hoặc đôi khi có thể là phản bác cái ý kiến của giáo sư mà không có phải lo lắng cái vấn đề gì đó nữa. Không có sợ không có sợ gì, tự do mà. Bởi vì có thể người ta gọi là tranh luận hay là tranh cãi cũng được. Em còn thấy thêm một cái nữa là cái khả năng mà sáng tạo của sinh viên, là người ta tạo cho mình tối đa cái khả năng sáng tạo. Đúng. Một cái đề tài người ta đưa ra hoặc một cái chủ đề người ta đưa ra, sinh viên, mỗi một sinh viên sẽ có một cách trả lời khác nhau, nhưng người ta vẫn có thể lấy điểm cùng điểm với nhau. Ví dụ người ta cho cột điểm 10 điểm, sinh viên 10 sinh viên đều có thể lấy được 10 điểm với 10 cái câu trả lời khác nhau.
người ta không có đóng khuôn một câu trả lời nào hết á. Bởi vì nhiều lúc mà em qua em làm bài em rất là lo, em nói là không biết cái câu trả lời của mình có đúng ý với thầy không, mình đoán tại vì cái cách học của mình quen rồi, mình nói không biết thầy có từ chưa, không biết thầy cái điểm thắng chấm của thầy là như thế nào. Rồi em cứ nói là thôi mình cứ làm đi, chưa biết làm nào mà đoán cái ý của thầy được, thôi cứ làm. Làm ra khi mà phát bài ra cái đúng là có một lần mình điểm khá cao, mình rất là bất ngờ, mình nói ồ làm sao mà mình làm được điểm như thế, tại vì mình không thể đoán được là thầy ý thầy đúng không. Nhưng mà khi mà hỏi mấy bạn khác á, mấy bạn khác trả lời rất là khác, mà nó vẫn điểm vẫn là rất là cao. Họ không có một cái khuôn khổ nào cho cái lúc mà mình chấm bài hết á. Mình không sợ là mình nói, mình không sợ là mình sẽ làm sai. Nếu mình có cái ý gì mình cứ viết ra, chắc chắn mình sẽ có điểm, tại vì người ta rất là tôn trọng cái ý tưởng của mình. Chỉ là mình có ý tưởng, mình giải thích cái ý của mình làm sao cho nó logic, cho nó hợp lý, là chắc chắn là mình sẽ được điểm. Không phải lo cái gì gọi là làm sai ý của thầy, không có điểm. Rất là dễ về cái này. Tại cái đó Vinh thường nói vui, tức là giáo sư thường đưa những cái thực phẩm cho mình thôi, còn mình muốn chế biến, nấu, xào hay chiên gì đó là do mình. Đúng rồi. Và mẻ một sao món ăn đó ngon. Nó rất là sáng tạo. Nó rất sáng tạo, nó kích thích trí sáng tạo của như học sinh, chứ không có rập khuôn. Tại vì ở đây lúc mà Vinh mới qua, trước khi qua thì là Vinh nghe là học bên đây rất là đơn giản, chỉ có một vài môn thôi. Nhưng mà sau khi Vinh qua đây, thực sự nó hoàn toàn khác hoàn toàn. Mặc dù Vinh học college nhưng mà Vinh vẫn phải chạy. Bởi vì nó không có gò bó trong một cái cuốn sách hoặc là textbook, mà mình phải đi đến thư viện trường không có, thì mình phải thư viện công cộng và các resource khác nhau nữa. Để mình hoàn thành cái assignment đó. Tại vì Vinh với Uyên biết, tại vì Vinh với Uyên này nữa, cái giáo dục của họ là toàn bộ, phát triển toàn bộ. Bởi vậy có những cái người cha mẹ, thí dụ bên mình phải thấy là rất rõ ràng, hồi xưa Phượng rất là yêu văn nghệ, mà má ba Phượng nhất định không cho đi văn nghệ, tại vì nó bị trong cái nhìn là kỳ thị, là xướng ca vô loại chẳng hạn. Thật ra Phượng không được phát triển cái khả năng mà Phượng yêu thích. Rồi xong sau đó là bên đây á, thí dụ những phụ huynh học sinh, những cha mẹ mà họ biết nhìn vào đứa con đó, họ thấy nó có những cái năng khiếu gì, họ cho phát triển cái năng khiếu đó tột bậc, thì nó sẽ trở thành con người rất là tột bậc về cái lĩnh vực đó. Nhưng mà bên cạnh đó nó được cái giáo dục toàn diện nữa, thành ra một đứa nhỏ phát triển 18 tuổi ra nó rất là mature, nó không phải như người mình mà còn sợ, nó rất là confident trả lời. Nhiều khi á, bên Việt Nam không hiểu, thấy đứa nít trả lời này kia còn nói gì nó hổ háo hay gì này kia, nhưng mà bên đây nó rất là confident, nó rất là có kiến thức, nó ra nó mạnh dạn, nó ra nó tự lực cánh sinh, và cha mẹ cũng rất là yên tâm là họ đã giáo dục con họ, rồi nhà trường giáo dục con họ để con họ như là một cái cánh chim mà ra, mà nó có thể tự lực cánh sinh, nó có thất bại nhưng mà nó đứng vững được trên bàn chân nó để nó đi lên. Cái đó là cái rất là hay của cái giáo dục bên đây. Nhưng mà bây giờ mình phải tạm ngưng thôi, tại vì kính thưa quý vị, chương trình Nhà Tôi của chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Xin mời quý vị trở lại với chúng tôi sau chương trình quảng cáo thương mại. Kính thưa quý vị, tôi là Giang Châu của tiệm Hoa Flora. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý vị ở Canada và trên thế giới hơn 12 năm qua. Cho các lễ như khai trương, cưới hỏi, về tang lễ chúng tôi sáng tạo hoa với lòng thành kính và có máy in chữ vàng trên băng vải cho thêm sự kính cẩn. Chúng tôi cũng gửi hoa trên toàn thế giới cho quý vị. Quý vị đặt hoa ở Flora sẽ không bao giờ thất vọng. Kính thưa quý vị, chương trình Nhà Tôi với chủ đề những người sinh viên Việt Nam và việc hội nhập của họ đến cái đất nước mới Canada được xin tiếp tục hậu chuyện cùng quý vị.
Vinh như hồi nãy Vinh có nói với Phượng đó là cái học ở bên đây đó là nói là đơn giản, mà thật ra nó có nhiều cái môn mà mình phải chạy như thế đó. Thì như vậy á, là Phượng không biết một cái người mới tới như là Tâm đó thì bên Việt Nam Tâm nghĩ như thế nào, rồi qua đây Tâm cảm nhận như thế nào. Dạ thì nói chung thì những gì mà Vinh nói á thì là rất là đúng ở Việt Nam. Ở tại vì em cũng học đại học ở Việt Nam 4 năm thì cái cách dạy ở Việt Nam thì nói chung là ít có khơi cái sự tưởng cái sáng tạo của sinh viên lắm. Nhiều khi cũng nếu như mà nói không quá luôn nữa như là thầy đọc trò chép vậy. Đó, cứ như trên bảng thì thầy nói như sao thì ở dưới đây tụi em phải chép lại. Rồi khi mà tới kỳ kiểm tra học kỳ á thì thầy ra câu hỏi gì tụi bắt buộc tụi em phải nói cái ý đó, chứ tụi em không có được nói ý khác. Nếu tụi em nói ý khác thì bắt buộc và tụi em cũng phải giải thích. Nhưng mà thường á thì là nó không có được chấp nhận bằng cái ý mà của thầy cô đưa ra cho mình. Vậy là độc tài, độc đoán và từ chương. cũng không hẳn là như vậy, mà đại khái là giống như thầy cô nghĩ là cái ý đó là đúng thì tụi em phải theo như vậy. Đôi khi thì tụi em cũng có những cái phản bác riêng của mình, nhưng mà đó chỉ là giống như là chỉ là phụ thêm thôi. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là của thầy cô đó. Cái đó là cái mà Phượng nói thật đó. Phượng qua đây Phượng cảm ơn Chúa là Phượng thấy cái xứ này là xứ tự do và nhân quyền, cho nên mình làm cái gì á mình cũng có quyền của mình hết á, cái gì đó. Tại vì không có gì là tuyệt đối, cái gì cũng có cái đúng và cái sai, chứ không có phải cái giáo dục mà hồi trước đây mà Phượng biết là hồi Phượng nhỏ đó, chưa gì là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, áo mặc không qua khỏi đầu, bao nhiêu cái đó nó đè đầu cưỡng cổ mình, không có một cái sự phát triển nào được hết. Ngay cả đứa nhỏ mà muốn nói chuyện với cha mẹ hay là người lớn á, là coi như là người lớn nói chuyện con nít phải đi ra chỗ khác, hay là nhìn vào mặt người lớn nó cũng là hỗn láo vô phép, hay là nói lại là cũng là hỗn láo. Những cái đó là bên đây hoàn toàn không. Cái một cái nữa mà bên đây mà Phượng thấy đó là người Việt Nam của mình đó quý vị, thường cho con học toán là cái quan trọng nhất, bởi vì con nít Việt Nam qua đây học toán rất là giỏi, ở nhà cha mẹ dạy rất là giỏi, rồi coi như là thông minh rồi này kia nọ. Nhưng mà một lần đó cái Phượng mới hỏi cái cô giáo của con Phượng thì cổ nói chứ là cái toán nó quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng đọc sách. Tại vì ở cái xứ này là cái xứ mà nó cứ cho mình bao nhiêu cái kiến thức vô mà tất cả nằm trong sách vở. Đứa nhỏ nó phải tự đọc, từ hiểu từ nhỏ cho tới lớn, rồi sau này ví dụ nó tự lực cánh sinh ra, nó đâu có phải mà có thể hỏi ai, tất cả nằm trong sách vở, cứ đọc. Rồi cái những cái, nếu đứa nhỏ đó là cái đứa mà giỏi về toán đó thì dùng cái toán là một cái mưu sinh, nhưng mà cái kiến thức tổng quát vẫn là cái đọc sách. Mà bởi vì cho nên Phượng thấy có những gia đình Việt Nam bên đây rất là hay, họ cũng cho con họ ăn học rồi đọc sách. Người Việt Nam bên Houston với lại bên Cali cũng Canada cũng có rất có những người rất là thành công, con cái thành đạt hết, cha mẹ cũng thành công hết, rồi đến tuổi này là bắt đầu họ hưởng thụ. Cái đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà với Tâm á, thì nó quá mới đi, thì vừa không hiểu là bên Việt Nam Tâm nghĩ như thế nào, rồi qua đây Tâm thấy nó như thế nào. Dạ thì tại thật sự thì em cũng chưa vào cái chương trình chính của mình, tại vì tháng 9 này em mới bắt đầu em học, cho nên là cũng nói chung cũng chưa biết như thế nào. Nhưng mà thì thật sự luôn á thì em nghĩ là chắc chắn là em sẽ phải cần thời gian để mà thích nghi và để có thể mà follow theo những gì mà ở bên đây dạy cho em. Nhưng mà nói thật thì bản thân em rất là thích cái cách như vậy, tại vì em rất là thích người ta tôn trọng cái ý kiến của mình. Dù ý kiến đó đúng hay sai nhưng mà ít nhất thì người ta đón nhận nó với một cái sự tôn trọng. Em không có thích mà bắt buộc người ta kêu em là có cái đó là 1 cộng 1 phải bằng 2 thì em phải biết là 1 cộng 1 phải bằng 2. Em cũng có thể có những cái lý lẽ của mình, cái lập luận riêng của mình thì em cũng cần mọi người lắng nghe. Thì cho nên đó là lý do vì sao mà em quyết định đi du học. Cái này chị sẽ được đáp ứng cái nhu cầu của chị thiệt là tối đa ở đây luôn. Tại vì mấy cái người professor họ đón nhận tất cả những ý kiến, không họ sẽ không bác bỏ bất cứ một ý kiến nào hết. Tại vì khi một con người mà đưa ra một ý kiến chắc chắn người ta có lý luận của cái ý kiến đó. Rồi người ta sẽ giải thích, ông sẽ chấp nhận tất cả, ông không bao giờ nói you are wrong or you are right. Chỉ có nói là giải thích cái ý kiến của mình cho ông nghe vậy thôi. Không phải là nói sai hoặc đúng. Còn có thêm một kỹ năng nữa mà em thấy sinh viên Việt Nam khác với sinh viên bên này á, là cái khả năng mà hùng biện diễn thuyết trước mặt tất cả mọi người. Đúng rồi. Em học Việt Nam ở cấp 3 vừa rồi, đến khi mà ở đại học một năm nữa thì em chưa bao giờ đứng trước toàn lớp để mà nói một cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề học của mình hết. Không bao giờ, tại vì
thực sự đứng trước mặt rất là run và mọi không nói lên được lời nào hết á. Nhưng mà khi mà qua đây mà dù mới học tiếng Anh thôi thì em vẫn phải đứng trước trước lớp, rồi mình có một cái chủ đề rồi mình nói. Dù mình mới đầu thì mình rất là run nhưng mà sau đó thì từ từ rồi quen. Lớp nào bất cứ mỗi một lớp đều có một cái lớp, một cái phần thuyết trình hết á. Bởi vì cái leadership ở đây rất là quan trọng. Dạ đúng rồi, em mới học được một tháng nhưng mà em đã phải làm 2 bài thuyết trình rồi. Dạ, và 2 bài thuyết trình nó tuy ngắn thôi nhưng mà thật sự là rất là giúp cho em cảm thấy tự tin lên rất là nhiều. Nó cũng không hẳn là em nhút nhát nhưng mà mình không có quen đứng trước đông mọi người để mình nói về một cái vấn đề. Thì hôm nay em thì qua những cái bài tập thuyết trình của trường đưa ra như vậy thì em đứng trước mọi người em nói. Thì lần đầu tiên thì nói thật là em thừa nhận là em rất là run. Và nói chung là làm xong rồi tay chân em đổ mồ hôi luôn. Rất là run, cái giọng em cũng run nữa. Nhưng mà lần thứ hai thì theo như nhận xét của cô giáo thì nói rằng là mày đã có một cái bài thuyết trình rất là tốt. Cho nên thành ra mình cũng cảm thấy mình vui. Coi như là ở đây đã giúp được cho mình được cái phần này. Như là cái giáo dục bên đây đó, Phượng cũng muốn chia sẻ ha. Cái giáo dục bên đây rất là, nói là tích cực. Bên đây họ nói positive đó, nghĩa là coi như là dầu cho họ muốn chê mình, họ cũng chê làm sao mà mình không có bị đau lòng, giảm thiểu mức đó, họ làm giữ cái danh dự, giữ cái thể diện cho mình. Thành ra mình được phát triển, mình mắc một cái lỗi làm mistake mà mình vẫn không cảm thấy hổ thẹn, thấy không? Như trong đây mình để ý đi, vô cái việc làm cũng vậy hả, mình sai, sorry that's my mistake, chứ không có kiểu mà trời ơi cái đó là đau khổ, là nhục nhã lắm, là mình phải giấu đi. Cho nên những cái đó rất hay. Cũng như là Phượng thấy thi hoa hậu cũng vậy. Bên Việt Nam mình á, đẹp là hoa hậu, màn ảnh TV hay là điện ảnh minh tinh là đẹp là hạng nhất. Bên đây không, họ chấm rất là toàn diện. Thí dụ một cái đứa trẻ đó, một cái người hoa hậu đó, là dĩ nhiên là cái người có nhan sắc, nhưng mà bên cạnh cái quan trọng đó, cái kiến thức, cái volunteer, cái tấm lòng, họ chấm từng mọi cái điểm hết. Cho nên một người đó mình thấy họ không phải là người đẹp nhất trong đám những cái cô đó, nhưng mà họ là người hoa hậu. Tại hoa hậu từ trong ra ngoài. Thật ra cái kiến thức này kia họ phát triển của người ta từ trong ra ngoài. Mà họ có một cái ý kiến gì không bao giờ họ đàn áp mình mà nói là phải theo đâu. In my opinion. Thật ra những cái đó là những cái mình rất là được tự do, rất là nhân quyền. Bởi vì Phượng nói là Phượng cảm thấy mình rất là sung sướng. Tại vì mình được sống trong cái quốc gia mà được tự do với nhân quyền như thế này. Thành ra bây giờ nếu mà được như vậy rồi đó, thì cái ước mơ của Tâm đó là sẽ sống như thế nào ở trên cái đất nước này. Và sẽ đi những con đường nào, học hành như thế nào, có những ước mơ như thế nào. Khi mà quyết định đi du học á, thì em cũng có đề ra cái kế hoạch lâu dài cho mình, tạm gọi là 5 năm. Sau khi học xong thì nguyện vọng của em là sau khi học xong thì được ở lại đây để đi làm, về mình kiếm cái kinh nghiệm quốc tế đó chị. Còn nếu như mà được may mắn á, thì có thể là sẽ được làm việc ở đây lâu dài và có thể ở lại tiến tới định cư luôn. Còn nếu không thì có thể về Việt Nam và vẫn phát triển nghề nghiệp của bản thân mình. Nhưng mà nói chung thì em thiên về cái việc mà ở lại để phát triển cái nghề nghiệp, cái năng khiếu của mình hơn. Dạ, tại vì ở đây em thấy là cái môi trường ở đây nó rất là tốt để phát triển cá nhân, con người của mình. Và hơn nữa là ở đây như là đi làm có thể sống được. Còn ở Việt Nam thì nói thật là em đi làm cả đời cũng chưa chắc em mua được một chiếc xe ô tô hoặc là em mua được một căn nhà ở Việt Nam. Mà ở đây nếu như mà có công việc thì em có thể mua được nhà, mua được xe. Và đôi khi em có thể phụ giúp gia đình ở Việt Nam nữa. Cho nên đó là cũng là một trong những cái lý do mà khiến em đi du học và muốn ở lại đây. Nhưng mà nếu mà bảo đi du học rồi ở lại đây thì làm sao có thể ở lại đây? Thì em sẽ làm theo những gì mà chính phủ Canada cho phép. Tức là đi làm, kiếm việc, xong rồi xin làm đơn để xin cái thẻ xanh, xin định cư. Permanent resident. Rồi sau đó thì nếu mà mình ở được, mình đáp ứng được cái khoảng thời gian bao nhiêu năm mình ở đây và mình đi làm á, thì có thể mình sẽ xin nhập quốc tịch. Nghĩa là chính phủ mở rộng cửa ra để đón nhận những người trí thức. Nói chung là may mắn là Canada là một nước mà rất là welcome những cái sinh viên mà đi học xong rồi ở lại làm việc, tức là những cái người mà skill work. Cho nên là em rất, nói chung là em rất là happy về cái chuyện này. Cho nên vì sao em, đó là lý do em chọn Canada. Vì những cái nước khác, ví dụ như châu Âu thì tụi em học xong là phải về, rất là khó kiếm việc làm tại đây, nhưng mà ở Canada thì có thể nói là dễ hơn, bởi vì Canada cũng đang rất là cần nhân lực.
Thì như vậy là một cái tương lai sáng lạng đang đón chờ. Thì như vậy là cũng rất là may, qua cái những cái kỹ thuật tân tiến mà gặp được những người bạn tốt để có thể hướng dẫn mình cho đến ngày hôm nay. Thì như vậy đó, là từng bước đó, có những cái kinh nghiệm gì mà ở đây mà Vinh hoặc là Uyên có thể chia sẻ thêm với lại Tâm? Em nghĩ cái kinh nghiệm thì mình cứ ra ngoài, mình đừng ở nhà, mình ra ngoài. Mặc dù ở nhà có tivi, có internet, mọi thứ, nhưng mình ra ngoài, mình ra ngoài mình sẽ học hỏi được nhiều thứ. Thực ra 4 năm đi làm thì em ít ra ngoài lắm. Đến khi 4 năm sau mà ở Canada, lần đầu tiên em mới biết đi bus. Đi bus ở TTC, tức là em ở vùng ở York before, like York region á. Thì em không biết đón bus sao, đi subway sao, mà 4 năm ở đây đâu, nếu mà chị lúc đó mà chị gặp em, chắc là em không chỉ cho chị đường luôn. Rồi thì mình ra là mình biết, rồi mình hỏi, rồi mình cũng lạc đường. Thì cũng đi mua xong rồi mình đón bus đi ngược với lái, rồi từ từ mình sẽ biết. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi còn dài với nhiều những đề tài khác nhau, nhưng chúng tôi xin chấm dứt chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình tới. Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị.